Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu về một món đồ chơi khá là thú vị cho các bạn nhỏ từ 3 hoặc 4 tuổi trở lên. Đây chính là món đồ chơi mà mình đang muốn đem đến. Thì nó có tên là siêu nhân điều khiển xe và biến hình thành robot. Thì giống như cái tên của nó, thì đây là một chú siêu nhân đang điều khiển một chiếc xe máy và có thể biến hình thành một con robot khá là hay. Điều này sẽ giúp cho các bé nhỏ giảm bớt được những cái thời gian mà sử dụng những thiết bị thông minh như là điện thoại hay là máy tính. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhanh cái sản phẩm này nhé. Sản phẩm xe đồ chơi robot biến hình có đèn sáng rất đẹp mắt và nhạc phát ra khi chạy. Nếu xe gặp phải chướng ngại vật thì nó lập tức sẽ quay đầu và tìm một hướng di chuyển khác. Xe đồ chơi này sử dụng 3 viên pin 2A cho thời gian chơi tùy ý thích của các bé. Chất liệu làm nên sản phẩm này là nhựa ABS tổng hợp, rất là an toàn và không gây hại gì đến sức khỏe của các bé khi chơi. Món đồ chơi này thì phù hợp dành cho các bé nhỏ từ 4 tuổi trở lên. Và các bậc phụ huynh của chúng ta thì có thể mua sản phẩm này để làm quà tặng cho các bé nhân dịp các dịp lễ quan trọng như sinh nhật. Xe có nhiều mẫu mã khác nhau. Điểm khác biệt là ở chỗ nhân vật ngồi trên xe. Một ví dụ như là người nhện, người sắt hoặc là siêu nhân đều là các nhân vật nổi tiếng và quen thuộc trên phim ảnh. Đây là một món đồ chơi khá thú vị dành cho các bé nhỏ. Ok, vậy là chúng ta vừa trải nghiệm nhanh cái món đồ chơi này. Thì món đồ chơi này khá là thú vị. Nếu như các bạn mà muốn tìm hiểu thêm hay là muốn sở hữu ngay sản phẩm này, thì cũng phần link thì dưới phần mô tả của video. Nếu thấy video này hay, hãy ủng hộ cho mình và cách cho mình một like, subscribe, nhấn chuông để không bỏ lỡ những cái video mới nhất, hấp dẫn hơn từ Chora Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.